Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã đến với cái video ngày hôm nay của em Thảo. Thì trong video ngày hôm nay em Thảo cũng sẽ phân tích một chút về VinDex cũng như là những cái xu hướng và tình hình tiếp theo mà VinDex có thể là diễn biến tiếp theo anh chị ha. Và sau đó thì em Thảo cũng sẽ phân tích cho các anh chị một mã cổ phiếu mà hôm nay em Thảo có cho khách hàng của em Thảo tham gia, đó là PVT các anh chị nhá. Thì hiện tại ngày hôm nay VinDex là một cái phiên khá là tích cực các anh chị ha. Nếu như mà các anh chị coi cái phiên live chiều ngày hôm nay trong nhờ khớp lệnh của em Thảo thì cũng các anh chị cũng biết là em Thảo đã kỳ vọng là VinDex hôm nay đóng phiên kết nến trên cái vùng là 1124, thì kết phiên là nó đạt quá cái kỳ vọng luôn các anh chị, cho tặng thêm 2 điểm nữa cơ. Kết phiên là 1126.43 các anh chị nhá. Các anh chị mình đang xem video này, các anh chị để lại cho em Thảo những cái lượt like, những cái trái tim màu tím cho phần comment để tăng cái lượt tương tác cho cái video này các anh chị nha. Rồi ok, ở VNX ngày hôm nay đã kết phiên đóng nến ở cái vùng 1126.43, tăng được 10.46 điểm luôn các anh chị. Thì bao phủ là sắc xanh, bao phủ là sắc xanh các anh chị, có 359 mã tăng và 122 mã giảm. Tác động tới VinDex ngày hôm nay chúng ta có Vietcombank, BCM, HPG, BID, VPBank, GAS, SHB, MWG. Và trong đó thì hôm nay chúng ta thấy là trong cái chiều tăng của chúng ta, đóng góp lớn nhất đó là phải kể đến nhóm ngân hàng anh chị ha. Ok, chiều giảm hôm nay chúng ta có tác động tới VinDex là có STG, PDN, Vinhome, VREE, VSH và PGE các anh chị, SGS nữa và CTR nữa. Nước ngoài hôm nay thì chúng ta thấy là có bán ròng 550 tỷ. Thì hôm nay bán ròng thấp hơn cái phiên ngày hôm qua các anh chị. Ngày hôm qua là bán gấp đôi hôm nay luôn, ngày hôm qua có bán hơn 1.500 tỷ luôn, hôm nay chỉ bán 550 tỷ thôi các chị ha. Trong đó bán nhiều nhất là có Vinhome 244.38 tỷ đó. Có bán VND nữa, Vinamilk, STB, Đất Xanh, Vis, PCM. Hôm nay mua thì có VHC 103.55 tỷ, có mua SSI đó. Ok, về cái thanh khoản ngày hôm nay chúng ta thấy là trong đầu phiên sáng thì thanh khoản có sự sụt giảm so với phiên ngày hôm qua, nhưng kể từ lúc 11 rưỡi trở đi các anh chị thì lúc đó thanh khoản có sự cải thiện các anh chị nhé. Và đến cuối phiên thì thanh khoản xấp xỉ bằng cái phiên thanh khoản ngày hôm qua, có cao hơn một chút nữa các anh chị nha. Thì đây là một cái phiên khá là tích cực đó, một điều khá là tích cực trong cái phiên ngày hôm nay các anh chị. Ok, đó là VinDex cho ngày hôm nay của chúng ta. Vậy những cái phiên tiếp theo thì VinDex sẽ diễn biến ra sao đúng không anh chị? Ok, VinDex là trong cái khung trung hạn, các anh chị nhìn thấy là cái khách sạn vẫn hình thành nha. Hút giá lên cái vùng 1137. Thì hiện tại trong những cái khung ngắn hạn hơn, chúng ta cũng kỳ vọng là VinDex sẽ tiến tới được cái vùng 1137 này. Và nếu như mà VinDex tiến tới vùng này thì có khả năng là sẽ có những cái sự rung lắc các anh chị nha. Thì chúng ta tận dụng những cái nhịp rung lắc đó, có thể là đối với các anh chị mình ở vị thế T cộng, các anh chị có thể là chốt lời ở cái vùng 1137, sau đó là những cái sự rung lắc điều chỉnh chúng ta mua lại, tham gia lại, chốt lời một phần rồi tham gia lại khi mà nó điều chỉnh các anh chị ha. Đó là kịch bản chúng ta. Nếu mà VinDex vượt được cái vùng 1137 này các anh chị thì vùng tiếp theo mà tiến đến sẽ là cái vùng 1150, 1154 các anh chị ha. Đó, lắp lại cái gap các anh chị, 1150, 1154 để lắp lại cái gap. Rồi ok, và đó là cái kịch bản khá là tích cực. Nếu mà lắp được cái gap đó rồi thì tiếp theo VinDex sẽ tiến tới những cái vùng xa hơn là cái vùng 1205 thôi các anh chị. Hy vọng là Tết này chúng ta sẽ có bánh chưng nhân thịt để mà ăn các anh chị nhá. Ok, đó là đối với kịch bản hiện tại VinDex sẽ có rất là nhiều khả năng xảy ra. Và chúng ta thấy là trong cái khung 15 phút các anh chị nhìn thấy là hai cái kiếm nó đang còn hướng lên anh chị ha. Thì đây là một cái chiều hướng khá là tích cực, thì trong phiên ngày mai có khả năng là VinDex sẽ tiếp cái đà tăng lên được cái vùng 1133, 1137 thôi các anh chị. Nếu như phiên ngày mai mà có sự điều chỉnh ha, thì cũng điều chỉnh nhẹ thôi các anh chị, điều chỉnh về những cái vùng là 1119 đó, 1122 đó, quanh cái vùng đó thôi các anh chị.
Ok, hiện tại thì nhìn theo chiều hướng nào chúng ta thấy là có sự tích cực của thị trường các chị nhá. Và ngày hôm nay đối đến với nội dung chính ngày hôm nay thì em Thảo muốn mang đến cho quý anh chị một mã cổ phiếu về dầu khí các anh chị, đó là PVT. Hôm nay thì em Thảo đã cho khách hàng của mình tham gia vào PVT ở những cái vùng giá là 26.4 26.6 các anh chị. Thì hiện tại em Thảo sẽ phân tích về mã cổ phiếu này một chút các anh chị ha. Các anh chị mà chưa tham gia chúng ta có thể cân nhắc tham gia. Rồi PVT hiện tại các anh chị cái vùng hỗ trợ đang là cái vùng 26.4 các anh chị nha. 26.4 là một vùng hỗ trợ em Thảo thấy là đánh giá là khá là mạnh, bởi vì ở đây có giao găm hỗ trợ này các anh chị, và các anh chị nhìn thấy là có một cái lực mây khá là lớn đỡ ở đây. Vì vậy cái vùng hỗ trợ này được đánh giá là khá là cứng và khá là an toàn các anh chị nha. Khi mà các anh chị tham gia vào PVT thì các anh chị sẽ tham gia ở cái vùng giá đẹp như là cái vùng 26.4, 26.6 là những cái vùng tham gia đẹp của PVT các anh chị nha. Còn cái vùng giá hiện tại là PVT là cái vùng giá 27 các anh chị nha. Thì mức giá này thì các anh chị sẽ thiệt thòi hơn nếu như mà không ở trong những cái room khách hàng của ITB thôi các anh chị. Nhưng mà giá này vẫn có thể tham gia được các anh chị nhé. Thì nếu như các anh chị mà chưa có người đồng hành, chưa có tham gia vào room của anh em ITB, các anh chị có thể liên hệ đến em Thảo. Em Thảo sẽ hỗ trợ các anh chị mở một tài khoản chứng khoán tại SSI, hoặc là các anh chị có tài khoản rồi em Thảo sẽ hỗ trợ các anh chị chuyển đổi ID về bên em Thảo và đưa ra cho các anh chị những cái tín hiệu mua bán kịp thời nhất các anh chị nhé. Rồi đó. PVT thì có thể tham gia ở cái vùng giá hiện tại được này các anh chị, 26.7. Cái mục tiêu mà kỳ vọng của em Thảo đối với PVT sẽ là cái vùng đỉnh cũ các anh chị nha. Đó, hiện tại là cái vùng đỉnh cũ, cái vùng 30.5 31 các anh chị là có thể là target chúng ta có thể là đạt được đến đó. PVS với PVD các anh chị, hai cái mã chứng khoán về dầu hai cái mã về dầu khí này thì đã vượt được những cái vùng vùng đỉnh rồi này các anh chị, như là PVS các anh chị nhìn thấy đi. Đó, các anh chị nhìn thấy là PVS thì đã có những cái phiên nó vượt được cái vùng đỉnh ngày hôm qua, cái phiên ngày hôm qua các anh chị nhé, vượt được cái vùng đỉnh rồi này. Thì PVT thì nó đi em nó đang còn ở cái vùng hỗ trợ này, thì chúng ta kỳ vọng là nó sắp tới cũng sẽ vượt được cái vùng đỉnh này thôi các anh chị nhé. Nó đi sau thôi, đó, đi sau những cái mã đó thôi, nhưng mà có tiềm năng rất là lớn nha các anh chị. Và nếu như các anh chị mình tham gia vào PVT thì chúng ta sẽ cũng sẽ cân nhắc cái điểm stop loss các anh chị nhé. Nếu như PVT ở đóng đến dưới cái vùng 25 thì lúc đó chúng ta mới cân nhắc stop loss các anh chị nha. Ok, đó là đối với mã cổ phiếu PVT hôm nay mà em Thảo muốn mang đến cho quý anh chị. Thì hy vọng là quý anh chị sẽ có thể là đưa ra cho bản thân những cái quyết định đúng đắn khi tham gia giao dịch các anh chị nhé. Và hy vọng là sẽ được đồng hành và hợp tác cùng quý anh chị trong những cái chặng đường tiếp theo. Ok, video ngày hôm nay của em Thảo cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những cái video tiếp theo các anh chị nhé. Chúc các anh chị sẽ có một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt.